Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam vừa công bố nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông để trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt, tỷ lệ 7% mỗi mệnh giá tương đương một cổ phiếu nhận được 700 đồng, với số lượng cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, ngân hàng này sẽ phải trích 2.606 tỷ đồng để trả cổ tức. Trong văn bản gửi các cổ đông, lãnh đạo Việt Tinh Bang giải thích, việc thay đổi từ không trả cổ tức sang chia bằng tiền mặt là thực hiện chỉ đạo của ngân hàng nhà nước. Sau khi có kiến nghị từ Bộ Tài chính yêu cầu chia cổ tức bằng tiền mặt, với tỷ lệ vốn nhà nước tại Việt Tinh Bang là 64,46%, ngân sách nhà nước sẽ thu về 1.680 tỷ đồng. Trước đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của VietinBank đã thông qua việc không chia cổ tức trong năm 2015 nhằm bổ sung nguồn vốn tự có, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng. Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu vừa có thông báo về kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, mục đích phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. ACB đã phát hành hơn 89,6 triệu cổ phiếu cho hơn 24.000 cổ đông hiện hữu. Ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức và ngày đăng ký cuối cùng là ngày 2 tháng 12 năm 2016. Dự kiến giao dịch đi thực hiện trong tháng 1 năm 2017. Sau khi thực hiện giao dịch thì vốn điều lệ của ACB sẽ tăng từ 9.377 tỷ đồng lên hơn 10.273 tỷ đồng.